Thưa quý vị, Jibu và Gil Lê từng được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài suốt 6 năm, nhưng vào năm 2018, khán giả không còn thấy họ sống bước bên nhau nữa. Nhưng mới đây, khi những hình ảnh và tin đồn của Gil Lê thân thiết bên Hoàng Thị Linh được chia sẻ, và đỉnh điểm là đoạn clip Gil Lê ôm chặt Hoàng Thị Linh tại property của Đông Nhi được chia sẻ, Jibu đã có một hành động khiến fan vô cùng bất ngờ. Đây là hình ảnh tình tứ của Gil Lê và Hoàng Thị Linh tại hôn lễ của Đông Nhi. Khi thấy người yêu tin đồn bị quăng xuống nước, Gil Lê đã tỏ ra lo lắng và ân cần chăm sóc, ôm ấp Hoàng Thị Linh. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải và gây sốt khắp các trang mạng, thì Jibu lại có hành động bất ngờ. Ngoài việc hủy theo dõi trang cá nhân của Gil và Hoàng Thị Linh, Jibu còn liên tục bày tỏ sự buồn bã. Jibu viết, có những ngày bạn cảm thấy thật tồi tệ, như mình hôm nay, mình đã từng xem một đoạn clip, người ta nói rằng, đừng bao giờ post tất cả những gì bạn nghĩ trên mạng. Nhưng mình đã luôn cố gắng để thể hiện sự vui vẻ, tích cực. Nhưng ngay lúc này đây, mình không thể chịu nổi nữa. Mình thật sự đang cảm thấy rất tồi tệ. Có ai hiểu được chứ? Nhiều ý kiến cho rằng, dòng tâm trạng của Jibu chắc chắn xuất phát từ đoạn clip tình tứ của Gil Lê và Hoàng Thùy Linh. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm suy nghĩ chỉ là Jibu gặp một vấn đề cá nhân nào đó vào đúng thời điểm clip trên gây sốc trên mạng xã hội mà thôi. Từng được nhắc đến như một trong những cặp đôi trời sinh một cặp của showbiz Việt, Ngọc Lan và Thanh Bình khiến nhiều người trầm trồ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Nhưng mới đây, nữ diễn viên khiến khán giả hoang mang khi chính thức xác nhận việc đang hoàn tất thủ tục ly hôn cùng Thanh Bình. Và đây sẽ là dấu chấm hết cho hành trình 10 năm tri kỷ, 3 năm là vợ chồng của cặp đôi này. Sau nhiều lần né tránh tình đồn đường ai nấy đi, Ngọc Lan vừa chính thức xác nhận cô và ông xã Thanh Bình đã đi đến quyết định ly hôn. Ngọc Lan viết, thật sự rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng quả thật, cả hai đều cần một khoảng lặng thật sự trước khi quyết định chính thức nói ra điều mà có lẽ mọi người đã đoán được. Lan và Bình đã chính thức thỏa thuận ly hôn. Thực sự công khai hay không công khai câu chuyện này là điều Lan và Bình đắn đo, cân nhắc rất nhiều. Chúng tôi biết sẽ đối diện với những cảm xúc đa chiều từ khán giả, nhưng chúng tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho cả hai. Một khi đã chọn lựa chia tay, có nghĩa là mỗi người chúng tôi đều sẽ có một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, thậm chí là tình yêu mới. Thế nên, lựa chọn công khai là cách chúng tôi lựa chọn đối diện văn minh và trách nhiệm với cuộc đời của cả hai, và có lẽ cả những người đến sau đó. Bởi Lan và Bình đến với nhau bằng con tim yêu thương và giờ cũng tự rời xa nhau chứ không hề có một ai tác động, chia rẽ. Chúng tôi đã chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng nhấn mạnh, dù chia tay nhưng giữa họ vẫn có mối liên kết là bé Louis nên cả hai sẽ cùng chăm sóc con. Louis sẽ ở với mẹ nhưng bà Bình có thể chăm sóc bất cứ lúc nào khi có thời gian. Ngọc Lan cũng nhắn gửi, đừng gửi lời chia buồn cho cô mà hãy chúc ngã rẽ của chúng tôi sẽ gặp được những yêu thương và tử tế như đã từng. Mới đây, Sơn Ngọc Minh đang tải loạt tin nhắn riêng tư và kể lại những thiệt thòi khi yêu Eric. Loạt tin nhắn trong thời điểm Eric mới rời ST319 và gây dựng sự nghiệp riêng. Bài viết của Sơn Ngọc Minh nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Cụ thể, Sơn Ngọc Minh chia sẻ, người ta sau khi quen tôi thì lại thành công với bài hit của họ. Nhưng vừa ra khỏi công ty thì làm gì quen ai, nên tôi đem hết tất cả mối quan hệ của mình giới thiệu cho họ. Lợi dụng tình cảm xong rồi thì ở lại làm gì? Mà thật, họ nổi tiếng rồi còn dùng tôi làm vai bài PR đạp tôi xuống đáy của xã hội chỉ để quảng bá cho sản phẩm của họ. Tôi nhận hết lỗi về mình, lúc đó tôi còn yêu, còn thương nên mới vậy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như một người bình thường, chẳng chuyện gì xảy ra cho đến khi họ lại lôi tôi ra để tiếp tục PR. Đa số chỉ trích cho rằng anh chỉ muốn nổi tiếng bằng việc đào lại chuyện tình cảm đã qua. Cựu thành viên Vmusic khẳng định, anh viết khi tỉnh táo, không bị ngáo, anh không có ý định tạo chiêu trò để nổi tiếng vì đã giải nghệ. Sơn Ngọc Minh còn nghĩ đến chuyện tự tử khi nhận ngày càng nhiều những gạch đá từ dân cư mạng. Các bạn fan của bạn kia cứ vào chửi đi, mình nói mình không muốn nổi tiếng, tức là mình đã xem nhẹ chuyện này. Mình đặt tâm thế rất nhẹ nhàng cho việc ra đi vĩnh viễn rồi. Chửi tao càng nhiều, tao sẽ càng ra đi nhanh hơn, rồi lúc đó đừng có mà hối hận. Mới đây, những ồn ào này cũng khiến Sơn Ngọc Minh bị hủy loạt lịch quay. Gần nhất là một job MC dẫn chương trình game show, với ekip thông báo sẽ thanh toán cát xê của toàn bộ show trước đó Sơn Ngọc Minh đã góp mặt và xin hủy toàn bộ lịch dẫn của mình dù trước đó hai bên đã thống nhất chắc chắn.
Sau hôn lễ thế kỷ của Đông Di thì mới đây ca sĩ Bảo Thy lại tiếp tục công khai chuyện sắp lên xe hoa và trình làng một album ảnh vô cùng lãng mạn bên chồng tương lai. Hãy cùng theo dõi sau đây để biết anh chàng nào là người may mắn lọt vào mắt xanh của Bảo Thy quý vị nha. Mới đây, quản lý của Bảo Thy đã xác nhận chuyện cô sẽ lên xe hoa vào tháng 11 này. Chồng của Bảo Thy tên Phan Lĩnh, lớn tuổi hơn cô và là một doanh nhân người gốc Hà Tĩnh. Anh là bạn làm ăn của gia đình Bảo Thy, được cả gia đình cô quý mến, nhưng phải khá lâu Bảo Thy mới nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu nhau. Bảo Thy nhận xét, chồng tương lai là người đàn ông chín chắn, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè quý trọng. Bảo Thy được cầu hôn hồi tháng 8 năm 2018. Trước và sau đó, anh cũng đã vài lần ngỏ lời, nhưng Bảo Thy chưa đồng ý vì còn nhiều kế hoạch riêng. Tuy nhiên, khi suy nghĩ thì nhận thấy cô đã giữ được lời hứa với fan, thì cũng đã đến lúc sống cho mình. Vậy thì, tuổi 31 kết hôn là vừa đủ. Một năm qua, cô ít đi diễn để trau dồi cho bản thân, chuẩn bị cho việc làm vợ và làm mẹ. Đám cưới của Bảo Thy sẽ diễn ra vào hôm nay 16 tháng 11 tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó một ngày, Bảo Thy và ông xã đã làm lễ ở nhà thờ. Đặc biệt, hôn lễ sẽ được tổ chức khép kín, hạn chế truyền thông và chỉ có 5 nghệ sĩ được mời tham dự hôn lễ. Đừng quên theo dõi kênh Sài Gòn TV để chúng ta còn gặp lại nhau trong những số phát sóng tiếp theo quý vị nha. Xin chào tạm biệt!